á, nó bận nó chạy qua. Tôi cũng là tôi không dám kêu, tôi thấy ai cũng bận quá. Dạ, nó bận quá. Tôi miếng nước trắng thì tôi mới thôi muốn nước trà, dạ, rồi tôi lấy nước trắng. Có lau tay, lau tay. Dạ. Đó. Làm, à, có biết không, tranh thủ làm. Còn thứ ba, thứ năm, thứ bảy thì tôi giảng. Đây là lau tay. Còn sáng là dậy là ăn sáng là nhảy ra giường. Nhảy giường tới 10 giờ cái vô. Dạ. Vô cái là cái cơm nước thầy, xong rồi cái... Thầy, xem này có ăn phân không? Nó ăn đất. Ăn đất hả? Có cho phân không? Thì đó, qua tôi mới phải vô bao đó, bao phân organic đó. Organic là nó tên gì thầy? Nó tên soy gì đó. Tóp soy á. Chắc vậy quá. Tóp soy á. Dạ. Hay ra là soy. Không biết hồi đi tôi lấy cái tựa đó. Không, lúc đó tôi không cần. Nhưng mà tôi thấy tội nghiệp của tôi bứng hoài rồi. Thành ra tôi mới thấy thương đó tôi. Xem hết thương. Thầy trồng mát tay chứ. Nhà cũng có chậu hoa sen nhưng mà nó cũng là yếu lắm. Dạ. Dạ. Cô trồng không? Bữa nào tôi làm cho cậu. Có, nhà có rồi. Ừ. Nó cần nắng thôi, chắc là cần nắng vậy. Có, nó cần ánh nắng. Vậy hả? Nó mới tốt với nước luôn. Nó tôi ra đó mới chậu. Ở bên đây là của người từ Việt Nam mua nhà hả thầy? Dạ. Yeah. Ủa rồi. Chính mấy ngàn. Ồ, rẻ quá. Dạ hơn rồi. Ở nhà này là họ không cho thuê mà cũng không bán. Chứ có cái người Việt Nam mua. Mấy viện Cali tao muốn mua tao để đây rồi đó. Ờ. Còn bây giờ nhà nó bị đình lại ra. Ờ, đứng lại rồi. Đứng lại rồi. Hồi xưa thì quý vị muốn mua cái lá đằng cúng dường cho tôi làm ráp vô làm chùa. Nhưng mà nó thôi rồi không có làm chùa, dày được rồi. Hơn thua chi nữa, chùa quá trời rồi. Thôi cái am. Dạ. Thấy không, đó, mùa đông thì tôi có bánh suốt, rồi mùa hè tôi vậy đó. Họ đi mấy cái thùng á, người ta, tôi thấy ta bỏ tôi canh á, mùa 9-10 giờ đêm tôi mới đi mấy cái chỗ Eleven, rồi chỗ Đô La, cái dơ rồi đó. Có trên được nhiều cho thầy đó. Mấy cái thùng cồng cây á, là thầy cần không? Ở đâu? Thì có, thì nhập cho thầy, có rồi. Thì đó, trời tôi cần nó, tôi cần mấy thùng. Cô biết tôi... Để dài đây, khỏi phải làm... Đó, tôi đi chợ, nửa đi mà tôi đi chợ về. Tôi chở mà chở Trần Thăng, mà chở xe hai bánh, chứ tôi đâu có ấy đâu. Cả cái gì cũng vậy, mình tiết kiệm đi. Chứ cái thùng nó mua tiền tiền không á. Tại thùng làm neo đó, cái thùng spa là neo á. Hả? Cái thùng spa đó không phải cái thùng mà để đựng cái cát để mà chà chân á. Ừ thì đó, nó là mấy thùng đó đó. Để thùng một... nó giống như gần 20 lít á, 20 lít một thùng đó. Cái thùng trắng trắng đó nè. Đó, đó, có thể tôi được trồng ớt, dạ, trồng quế rồi. Tôi tính ra tất cả là thấy cái đục lỗ không? Có chứ, đục sâu sống. Nó mới xuống nước. Tính ra là gần 40 loại rau rồi đó. Ồ, vậy hả? Có cái kinh giới đó kìa, mà đưa ít. Thầy có trồng mướp đắng không? Nhiều lắm nhưng mà nó chưa có bò. Thôi biết rồi, để bà mốt. Trắng là khổ qua đó. Khổ qua dạ biết. Cái bà kêu là tiếng. Năm nào cũng tôi trồng nó nhiều nhất nè. Ờ vậy hả? Vậy không lo có. Tại vì, đừng lo. Tại vì tiểu đường uống mướp đắng rồi. Dạ. Thầy không, thầy trồng mướp đắng thì bán được kệ nó đi, mình trồng cứ tưới nước này kia tốn tiền mà. Không, mướp đắng á tôi hái trái non. Cái tôi coi khô tôi gửi một tử cáp tiểu bang mà nghiệp. Ô ghê vậy hả? Năm nào cũng là tôi coi khô bắp đắng ngon lắm, năm nay để tới mùa với đây, cô đây coi. Mở một con thôi. Năm nay tới mùa với cô coi. Dạ, cảm ơn thầy. Dắn cũng nhớ. Dạ. Xa quá thầy ơi, xa quá, mà dạo này rồi đến mùa làm neo á. Về cái là ngất ngư, về là ngất ngư. Chính là mùa đông lại. Thầy thấy cô hồng rồi ốm, gọn. Cái canh chua thì cho cô này. Dạ. Cô chỉ chả giò với bì thôi, chả giò là không, tôi ngồi tự cuốn á, không phải gì tự cuốn, nghĩa là tôi làm cho tôi ăn. Cái tôi chiên rồi, giờ chỉ nướng thôi, không có chiên lại dầu nha. Tôi chiên, tôi rút dầu ra rồi, cái gì cũng bớt dầu. Này bữa sinh, không phải nói sinh nhật sinh nhéo gì mới, sinh nhật tôi cũng 7. Tôi tự ngồi, tôi chiên, tôi làm mình, tôi ăn vậy đó. Thôi xin phép thầy. Còn phải đi đi làm nữa. Yeah, giờ 11 giờ đi làm rồi. Rồi bây giờ hôm sau gây ghé tiếp. Hái tiếp. Tiếp. Cảm ơn thầy nhiều thầy. Yeah. Yeah. Cô này, cô kia. Yeah. Đây còn tôi sắp hết tụi con quà đi. Rồi ba thầy. Dạ rồi. Chủ nhật từng này bỏ, từng tới đi. Từng tới có tôi làm đồ ăn kìa. Ở đây được làm đây. Dạ. Trời ơi. Thầy làm cho người khác thì có nhiều khi nhiều. Qua không được. Đó, ra không dễ đó. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Dạ. Thế bắt đầu nó lên từ gồng gồng luôn đó.
chú phái cái hàng tre thấy không, đẹp không? Dạ, hàng tre đẹp. Dạ. Cái gì cô? Mấy cái lon đó thầy, mấy cái lon đựng đồ đó. À có, từ từ đi. Thầy có lấy không thầy? Dạ có, cho. Cái tàu tu go. Trời ơi, mấy cái hạt cảnh nè. Cái cây xanh nó đẹp quá ha. Dạ. Chụp hình chơi. Cái chuối. Tôi tính ra gần 40 cái cây của Việt Nam á. Hồi đến sau đi. Dạ rồi, mấy cô đi đi. Dạ. Trời ơi, quá hồng. Dạ, biết sợ. Nào ở ngoài giường á, bữa nào cũng 8-9 giờ mới vô nhà, vô chân cẳng gì đó, có gì thấy chưa? Ở quê người mà đủ rồi, rau Việt Nam hết đó thấy không? Nó sáng giờ làm cỏ nè, nào có gì thấy làm cỏ sạch sẽ không? Cắt cỏ. Bây giờ tôi là một nông dân chính thống rồi, nông dân không bằng nông dân, chỉ bằng chuyên nghiệp rồi đó. Cây táo à. Tưới không ở cái giường này, tưới không là một ngày vậy là tưới hai lần, một lần là tưới mà tưới hết cái giường không là đúng tiếng đồng hồ, mà có phải sáng tưới rồi mà tại giờ cắt cỏ nó bụi tùm lum mình cho nó hết bụi, bụng tơi bắt đầu nó lên. Nó mùng tơi nên là tới hàm không quý vị. Tôi số tôi có cái tay trồng rau, chắc nhiều đời nhiều kiếp và làm nông dân, thấy không? Nên là thấy mê không? Nhiều đời nhiều kiếp và làm nông dân rồi. Nhiều đời nhiều kiếp từng làm nông dân. Thấy cái vàng đó phải không? Thấy nguyên một cái ruộng nông trại của tôi không? nông thực phẩm nó phải nông trại hả? Nè tôi tưới đây cho mấy cây nữa rớt bớt bụi xuống. Tôi qua cái nông trại để các vị coi ngang. Nhìn là dây dưa gan nè. Tính chưa có phe đâu, tại vì khoảng nữa hai một tuần nữa đã lên mới bò thì mới phe các vị. Mấy cái dây leo mà thôi phe trước chứ đúng ra hả. Mấy bữa nay không có phe. Để tính tình mình nó bò đi thì cho các vị coi cái gì vui hơn. Okay. Sáng tới rồi đó. Nghe là dây dưa gan nè.
cái nó bò nó chưa ra thì bỏ đất, nó không bò ông già được, cái trái nó bự nó bò ông già nó. Rồi tắt nước nghe, đi qua cho các vị coi một vòng nghe. Mệt lắm đó, mà vui lắm, có ngày quay vừa không? Mấy không? Đó. Đó, đi rộm từ cái thùng, rộm từ cái thùng về. Đuối luôn, tôi gầy sen lên nè. Mấy không đó, gầy sen ra. Rộm từ cái thùng đó quý vị ơi. Tối cả, lúc mà ta đóng cửa tiệm ta dục ra mình mới đi lượm. Có khi 9-10 giờ đêm, chạy ngời ngời. Cái này ra ngò ôm quế đang chiết ra đó, đang chiết ra, đang cấy ra vậy đó. Cái này rau đắng nè, mới gầy ra thêm. Này rau cần cua nè. Rau muống lên nè, thấy không đó. Tí rồi bắt đầu nó bò rồi đó, thấy không? Khổ qua nè, bắt đầu chuẩn bị bò nè, phải không? Đó. Dưa leo nè. Đây là kinh giới nè. Nó trồng 40, hơn 40 loại rau luôn. Thấy không? Ớt nè, bắt đầu nó lên nè. Vậy quan trọng là ớt. Còn gai nè, thấy không? Gầy ra vậy đó. Vì đất này mới qua, mới sang bên đây mà. Đó. Đậu đắng nè. Đó, về kêu đồ mình bỏ phân vô cho mình trồng có rảnh nó rau má. Ôi ôi, tôi trồng nó lên thấy ham. Tâm lý người trồng nó lên thấy ham lắm. Thấy không? Đây là cái bạn nước của tôi nè. Ngồi mệt cái ngồi uống nè, rau dền nè, nó lên quá sao quá sao. Ớt nó phải, ớt nó hơi èo một chút nhưng mà từ từ nó, tôi đang trầm đó. Cái gì không chị, năm nay yêu cầu phá huề cũng làm nữa. Thì nó mới tốn cái đất mới, nó tốn phân hữu cơ nhiều quá nè, hết nè, thấy không? Đó, hết 200 cây mà giờ nó chết hết một số, giờ hy vọng cũng còn cũng bằng năm đầu đi. Các bạn hữu thấy một mình thầy trọng không? Rồi sen ra nữa. Đó, thấy nguyên cái vườn này mà một tay tôi đó các vị, không có người phụ à. Không phải là kể chứ mình nó vui vậy đó. Cho nên mùa này là tối ngày là ở ngoài vườn vậy đó, thấy không? Đó là cái xây qua tới bên Nhật, cái chỗ cũ, vườn cũ bên đây. Đây là vườn mới nha, vườn cũ mỗi năm nè. Đó, mỗi năm thì năm nay trồng hoa chứ trồng cây quế thôi, rau quế thôi. Nhưng mà vậy mà mấy cái rau củ nó lên quá trời không? Tôi thích trước cái bờ tre vậy đó. Trước nhà tôi tre nó mọc gì đó tôi thích lắm. Hoa đẹp không? Nó đang dọn trong này đang trồng xả vô đó đó. Đó. Bỏ phân vô trồng xả vô chuối, thấy không? Nè, đẹp không? Bây giờ xả nó rồi nó lên nè.
xả nó bắt đầu nó lên rồi đó. Rồi gai nó đẻ ra nè, quế nè đã, rau đắng nè, thấy không? Rồi dâu dây bắt đầu nó leo nè, chuẩn bị cho nó leo rồi đó. Đó, đây là cái chuyến máy bay của tôi nè, chuyến bay này chứ đi lượm đồ nhiều lắm á, đi ăn xin á, thấy không? Rau đắng nè. Đó, giờ phải mua hết mấy cái, về hết mấy bồn qua bển luôn. Bên đây chuẩn bị cho làm cho nó đẹp lại. Hả? Không biết cái gì đó, không biết là lên là để tiêu biết nữa, cái gì không biết không? Rau hay cái gì? Rau đâu mà rau không phải, cho mình rổ đi để cho nó, con mấy cây rau giờ nó lên thật, nó cây cầm đẩy. Rồi, à, giờ mình nó lên làm để không biết cây gì. Ừ, già nó già đây khi có tụi mày tới nhỏ nữa, nếu không kịp mà có mình mà hai mươi hai bên thì phải bứng mấy giờ hổ qua này ra nữa nè. Đó giờ gầy rau đắng ra vậy nè, rau cần cua nè, lên nè, biết chưa? Cái cây này cũng cây tầm bậy nữa rồi nè. Ừ? Không biết cái gì đó, không biết. Ngọt không, tại bữa cái kỳ đó nó lạnh đó, nó lên không nổi nó vậy đó. Trời ơi, hôm nay là lơ mơ là tôi trúng rau đó, nhiều người thất bại lắm á. Không có thể cái cây trái cây ăn trái không? Không, cây tầm bậy. Làm đuối luôn, bữa nào mà làm không vậy? Anh ra nó giờ là không có trả lời ai tin tức gì, không có thời giờ. Nó như thế hai bên mà một mình làm đó. Quế này cắt được rồi nè, mà tại chưa có thời gian mà cắt. Cái rau quế này nữa. Vừa cắt cỏ, làm cỏ, rồi ươm cây rồi làm. Bây giờ tôi trở thành nông dân chuyên nghiệp tại đất Mỹ rồi, thấy không? Bắt đầu cắt dây nó leo, thấy ham không? Tôi nghĩ là một tháng, nửa tháng nữa thôi, nửa tháng là cắt dây nó leo mịt trời hết rồi. Ớt là bắt đầu nó về nè. Rồi đi lựa mấy cái thùng này về trồng có lý lắm, nó đỡ làm cỏ, phải phát lỗ nữa. Đó, hôm nay đầu tư vô miếng đất này nhiều. Tại đất này đất mới, đất bỏ hoang bao nhiêu năm rồi. Mình mới khai, mình mới làm như là hồi đó hai ông bà già ở đâu có trồng trọt gì nổi đâu. Đó, mấy cái vàng này có gì thấy đóng tiền không á. Khổ qua là nó phải riêng khổ qua chứ nó không có chung trả cho ai được á. Rồi quỷ nó chung ai nó cũng đắng lay hết trơn á. Cái nở riêng mình đó hay đó. Tía tô phải gậy ra nhiều để làm thuốc. Tía tô làm thuốc. Bạc hà lên quá trời, không có, không còn đất để mà nhét nó chỗ nào nữa. Chỗ này đất cái đường đi này chứ sỏi đá nhiều lắm, cuốc không nổi. Cái táo này trái nó ngọt lắm nè. Năm rồi nó có trái ngọt dữ lắm. Mà hồi đó tôi bưng về mình tôi muốn chết á. Mà mới có 1 năm nó lớn vậy đó. Có lý ha. Nhưng mà bây giờ trồng ở đây nó đã ổn định chưa? Nó có bị ảnh hưởng gì về vấn đề luật chưa? Chứ còn không thì phải. Chứ còn không là để. Bây giờ tôi nói thiệt ông, giờ ông nội tôi cũng bứng không nổi nữa. Nó hết thời, cái thời tuổi trẻ của tôi rồi. Hồi đó cây là tôi bứng mà tôi cầm về nổi. Mà giờ không cách nào nổi, vậy sao bứng nổi?
thôi giờ nằm đâu nằm đó, cây cây táo mà nó gần nhà đó thì nó sẽ cái rễ nó vô đó, nhưng mà giờ nó tới tới chừng nó vô đó thì tôi cũng là số cốt rủi xương tàn à. Giờ ông nghĩ giờ tôi yêu cầu 10 năm nữa thôi à, tôi biết sống được tới 10 năm nữa không mà thôi, giờ sống năm nay biết năm nay kẻ thấy nó từ từ ở đây mà vô tới đây nó cũng 4-5 thước rồi, 4-5 thước mà tới chừng mà nó lũi vô được tới cái chỗ mà nó ra cây con thì tôi cũng vừa xương tan thịt nát rồi. Thôi kẻ thấy đi. Bởi vì cho nên ai nó trồng cái táo gần nhà, táo tàu gần nhà nó lên cây con vậy đó. Giống như bây giờ cái nhà tôi là ăn nó về, tôi nói thôi chừng nào mà cái này mà nó hư hết trơn rồi thôi tôi cũng chết. Có gì quý vị comment gì tôi không thấy đường. Comment mà tôi không thấy đường. Chưa, bữa nay đi nữa. Cái đất tự nhiên, bởi vậy đất nào ra đất đó. Cái đất mà trồng á, trồng cây đó, đất trồng cây. Tự nhiên cái ông nào đó nói mua đất, mua rẻ, bán 210 đồng một xe. Chở 3 xe 630 đồng. Cuối cùng á đất trồng cây ngoài đường á, trời ông thấy không, trồng nó không lên mà nó còn thì nó bây giờ phải tốn lại đất, bây giờ đất phân đó là hổng ra tôi mua một gần 130 rồi đó, 130 mà tính ra cho bù qua trái lại cho 4 đồng bao thôi, thấy 400 đồng bạc rồi. Thôi kệ đó cũng vui. Hôm nay là trồng phá què, nhưng mà còn được. Còn nhiều người trồng không lên, người ta bỏ luôn. Khí hậu của nó cà chấn á, ba hồi nóng, ba hồi lạnh. Đất này trồng tốt lắm á, mà không biết sao mà năm nay nó vậy chứ. Đúng là đất này trồng tốt lắm á. Năm nay nó cà giật kìa chứ. Dạ. Yeah. Đây nè. Mua 603 nó còn bên kia một đống đậu cốt hoàng chi. Bởi vì tôi nói đừng có ai cố vấn tôi ghét tôi tự tốt hả. Cái gì không biết mà đi cố vấn tụi bậy bạ tôi chửi ráng chịu. Đây nè, đất này không có đất vậy nè. Làm sao mà nó chịu nổi. Thế đó bây giờ tôi phải cơ khớ vậy là tại phải mua đất nè, đất vậy nè. Đất vậy rồi ông nghĩ sao cây nó lên nổi tôi bóp nó còn. Bởi tôi nói từ đây sao mấy ông á, cái chuyện gì mà biết thì cố vấn, không biết cố vấn thì tôi phan ráng chịu là vậy đó. Ông đang á, nghe lời ai suối á, 3 thì đất 630 đô la. Giờ nó không tốt mà nó còn vậy đó, thấy không? Tốn 630 đô nữa. Thế thành ra mai là tôi kịp thời chứ thôi là tiêu hết rồi. Nè. Bởi tôi cái vụ cái gì mà cái sở trường của mình á thì mình cố gắng ta được, không có sở trường của mình bởi vì tôi không có nghe ai là vậy đó. Tại vì tôi đây tôi đâu đi đâu tôi tưởng đâu à thiệt đắt là tôi tưởng đâu là họ lấy cái cây không á, họ đi cắt cây họ sai ra. Họ sai với lá cây với cỏ thì tôi tưởng nó đất như vậy. Ai ngờ trời đất vậy rồi sao chịu nổi. Trời ơi, cái cuốc muốn sực cái giò đó, đó đó. Mấy cái đống đá cao cao là đó. Cô muốn chết tôi luôn vậy đó. Nó địa di mộc di cố di cương, gian nan giả di khú ngã giả di trợ ngã giả giả. Câu đất, cái câu đó của cụ Thanh Từ nói đó. Đất càng chai thì cây càng cứng. Mà cái gian nan là cái giúp cho ta. Đất càng chai cây càng cứng là cái cây đó mình trồng ở ngoài đường. Còn cái cây rau ăn sao mà đất càng chai nó lên nổi. Nó tùy cây thấy không.
Thật ra phải mua cái đất này trộn vô nè. Ông mua cái này trộn vô mà ông thấy, ông thấy đạo lỗ nó còn y nguyên là ông thấy cái nào cứng vậy đó. Ba xe đổ ngụm 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 cuối cùng không làm ăn gì được mà là chết cây nữa. Nó nguyên cái dài của qua lên không nổi luôn, thấy không? Thật ra tôi lật đật tôi phải để biến đổi liền. Nó không lên luôn, bắt đầu bây giờ mới phải bứng từ cây con qua trồng. Nhưng mà bây giờ thành công rồi. Tại vì tất cả năm nay ai trồng ở khu vực này đều là thất bại hết. Bởi vì cái tình hình thời tiết á, cuối cùng tôi kiên nhẫn là ngon rồi. Ừ. Mình phải làm, tự làm. Tự làm. Mình sống cũng nhờ cây, mình sống tất cả đều nhờ hết. Nhưng mà mình cứ cho nó là cái định luật thiên nhiên, nó cái gì nó đến thì nó đến, chứ đừng có nói rằng ấy là cầu trời để mà cầu ban cho này nọ này kia rồi cầu thượng đế giúp cho này kia nọ. No way, không có cái chuyện đó đâu. Không, chính chú thấy trời em ngồi trời mằn 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 suốt cả ngày vậy nè. Chứ thượng đế nào nhổ cỏ đâu. Đó. Mình nhổ ngồi mằn. Đó, mà tối mà đi xin mấy cái thùng này. Ông thấy ông nghĩ là một lần tôi chở hai thùng mà ông nghĩ bao nhiêu cái thùng, mấy chục cái thùng. Mà tôi đi xin đi mấy cái chợ gần đây đó, chờ ta bỏ ra mình lộn á. Thật cái thùng chắc lắm á chú ha. Một cái thùng vậy xài mấy năm không hư á. Cái thùng đỏ nó có lỗ sẵn không cần đục. Cái thùng này nó không có lỗ nè. Không có lỗ thì mình nó ứ nước. Nó không sống, chỉ có cái rau ngò ôm sống, sen sống, rau đắng sống. Còn mấy cái loại nó không có chịu nước. Sen mà mình trồng ở trong đó thì năm nay mà tôi trồng ngò gai mà nó lên là tôi biết năm nay là ngon lành á. Ngò gai 2 năm liền rồi mà không trồng được mà năm nay được rồi nè. Là tôi thấy là tôi cái gì mà tôi làm không được mà tôi làm được. Ớt này nó lên nè, nó ngon lành không? Bắt đầu vậy là hết sợ chết rồi. Yêu cầu mà ớt tới đây là nó ngon lành rồi đó. Chỉ còn cái là mình tưới nước hoài vậy thôi. Rồi đó, cây năm nay vô ớt 2 lần, 3 năm làm rồi rẫy, năm nay là xanh mặt mày. Nội mà tiền cái vàng này kia nọ tính ra nó mấy cả đất phân vàng là cả 1000+ đô la mà ông nghĩ nó gieo chết hết, tự nhiên nó đùng xuống một cái nó còn 30+ độ sao chịu nổi. Trồng cái này phải từ 45 độ trở lên. Hai cái bịch ra muốn có một chút mà 7 đồng bạc á, gieo được bao nhiêu đó là 7 đồng mà gieo ra có 2 đó. Cái này rồi mình mà tại sao lại có cái hộp rau muống mà là mình không làm giống được hả? Không, người ta trồng số nhiều chứ đâu mà sao á. Sao giờ tôi làm giống được á mà rau muống làm giống được? Thì còn có hộp rau muống mà. Có, nhưng mà tại rau muống nó hiếm nên ai cũng lo tranh thủ còn non là ăn hết rồi. Không có ông ba. Ông ba ơi. Ông ba. Để ông biết ông vô nhà bắt câu. Nhưng mà năm nay nó rơ mơ là nó thắng. Tình hình như vậy là nó nóng trễ thì nó sẽ lạnh trễ. Cho nên tôi trồng vậy nó hơi trễ nhưng mà không sao. Sợ trễ là ớt nó chưa chín hết đó chú biết không. Nhưng mà tôi cứ chuẩn bị một số rồi ớt không chín hết là tôi có cái chậu nè. Mấy cái chậu nè, rinh vô nhà. Năm nay có cái kho này nè. Rinh vô mấy cái này nè. Là tới mùa đó tôi lấy ốp gì nè. Ướp về cái là thấy không, ướp hết thì là đem bưng lên nhà thì khó khiêng.
qua coi vườn rau nè ông ba ơi. Ông còn 8 mà. Ông còn ông 8 ở trên xe. Thấy còn mở cổ ở đèn. Đất gì nè mới là đất trồng rau nè. Nên giờ này mới thấy hạnh phúc cái vườn rau. Hôm trước này không dám quay đó. Sợ nó quay đất không, giờ bắt đầu mới thấy vui vui. Lên xanh xanh rồi mới thấy vui vui đó. Ớt vậy đó. Một cây về chín đó, một cây ớt vậy nè, nó ra khoảng mấy phao ớt ra không? Bây giờ sao vậy đó, tới chừng mà cho nó lên một chút nữa là tôi vô phân một lớp nữa, nó tới cái gần cái miệng đó là thôi đó. Cà pháo, rồi cà pháo đó ông ba, nó bắt đầu nó lên rồi nè, thấy không? Biết nhớ không, gặp nhớ không? Chào anh. Không đấy, ông không nhớ chú ba mà giờ ông gặp ông nhớ rồi. Bây giờ lớn tuổi rồi, chú Liên cũng lớn tuổi rồi. Ông là phụ này, ông đi xuất xứ rồi, bây giờ ông mới quay trở lại rồi chứ. Hôm qua ông yếu rồi, tôi đi về. Về ông thấy ông ra đến sáng tôi sợ mà không dám kêu, sợ còn sớm. Tôi sợ ông. Thành ra bây giờ chắc là phải nghiên cứu cái chiếc xe. Chiếc xe chú á, là bây giờ phải mua bảo hiểm. Để rủ chú có theo Phật á, thì tôi kêu nó lại nó thô đi, chứ tôi không có tiền đâu. Không cần. Ủa vậy? Không cần, đâu có cần. Không phải nói là trù. Không có, cái xe này thầy đưa nó 50 bạc, cái nó lại nó kéo mà. À vậy hả? Không trả cho ông 50 nữa chứ. Ôi, tới trả tiền mình đây hả? Trời ơi. Ông này không khỏe ăn chết mà đâu theo Phật sống nữa. Ông ăn sức khỏe sao vậy? Tôi hả? Tại tôi còn tệ hơn ông nữa. Ông thấy hai răng cỏ nó rụng hết trơn, nó chuẩn bị rồi nè. Ông còn khỏe quá mà. Ai cũng 70 hết rồi, 70, 80 hết rồi. Ông còn cưới vợ được mà. Thôi ông nội cưới nữa mà cưới cái sao nữa. Sao không cưới, trời ơi, già cũng cưới chứ thầy ơi. Tối ngày ông cứ nhiêu đó không à. Ở bên kia có người ta 70 hết, 78 đi vô thì ông đứng thì. Nó mừng lên bàn thờ, thờ luôn. Dạ. Nó đưa lên bàn thờ, nó thờ. Mấy ông cứ cái vợ, khổ ghê vậy. Ông đang ông gọi, ông nói đi kiếm cái xe bước. Muốn Enterprise để đi vô luộc cái địa chỉ cho ông. Nè, xem nó lên bông nè, thấy không? Nó bông nè. Sen tàn cúc lại nở hoa. Ngày dài tháng rộng đông đà sang xuân. Trời ơi, hai bữa rồi tôi làm, bữa nào ông tới 9-10 giờ đêm không đâu.